Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Đảng bộ tỉnh Hòa Bình dấu ấn năm 2022. Mục sự kiện và bình luận tuần này đề cập đến vấn đề quản lý F1 tại nhà. Mũi vaccine tăng cường của Johnson & Johnson có hiệu quả tới 84% trong việc ngăn ngừa nguy cơ nhập viện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 31 tháng 12, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022, ngành Tài nguyên và Môi trường. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì hội nghị. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đánh giá cao những nỗ lực và kết quả mà ngành Tài nguyên và Môi trường đã đạt được trong năm 2021, đồng thời nhấn mạnh trong năm 2022, ngành Tài nguyên và Môi trường cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật trên cơ sở triển khai, thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, tập trung triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất đai quốc gia, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch tài nguyên môi trường vùng bờ, quy hoạch bảo vệ môi trường đa dạng sinh học, quy hoạch tài nguyên nước quốc gia và các lưu vực sông, thúc đẩy hơn nữa cải cách hành chính, đẩy mạnh thanh tra kiểm tra, phát triển chính phủ điện tử, chuyển đổi số và phát triển kinh tế số. Trong năm 2021, ngành Tài nguyên và Môi trường đã đóng góp thu ngân sách từ đất đai đạt gần 15,2% ngân sách, nguồn thu từ khoáng sản đạt trên 4.500 tỷ đồng, thu từ tài nguyên nước đạt khoảng 5.900 tỷ đồng. Vấn đề về ô nhiễm môi trường được kiểm soát, chỉ số hài lòng của người dân doanh nghiệp đối với thủ tục đất đai và môi trường được tăng lên. Để đạt được các mục tiêu trong năm 2022, ngành Tài nguyên và Môi trường tập trung tháo gỡ khó khăn, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số trên nền tảng tài nguyên số dữ liệu lớn, quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả, giải phóng các nguồn lực tài nguyên cho phát triển đất nước từng địa phương. Ngày 30 tháng 12, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết quy chế phối hợp số 539 ngày 31 tháng 3 năm 2016 giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Công an tỉnh về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành giáo dục và đào tạo. Sự hội nghị có đồng chí Đại tá Lê Xuân Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Trong 5 năm, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với các trường học, tổ chức triển khai công tác an ninh trật tự, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong các trường học, xây dựng và nhân rộng các mô hình tích cực, nhà trường tự quản về an ninh trật tự, xây dựng trường học an toàn không có ma túy. Qua đó đã góp phần hạn chế sự gia tăng vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật trong học sinh sinh viên. Sau khi thống nhất, hai đơn vị tiếp tục ký kết quy chế phối hợp, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia và đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong ngành giáo dục và đào tạo giai đoạn mới. Ngày 31 tháng 12, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2021, đã có 130 lượt tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư đến nghiên cứu tìm hiểu và đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 30 doanh nghiệp làm việc trực tiếp tại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch. Trung tâm đã duy trì và cải thiện chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp năm 2021, nhất là những chỉ số bị đánh giá thấp và yếu kém trong năm 2020, để góp phần tích cực cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tiếp tục nghiên cứu tham mưu đề xuất Ủy ban dân tỉnh xem xét cho chủ trương xây dựng sàn giao dịch thương mại điện tử và thành lập điểm giới thiệu quảng bá sản phẩm hàng hóa nông sản, sản phẩm OCOP. Tuy nhiên, công tác quảng bá xúc tiến thương mại du lịch chưa phong phú, số lượng còn ít, chất lượng chưa cao. Công tác phối hợp hỗ trợ nhà đầu tư và tổng hợp thông tin về tình hình thực hiện còn nhiều hạn chế. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, biểu dương những thành tích đã đạt được của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại Du lịch trong năm 2021, thực hiện nhiệm vụ năm 2022.
đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị trung tâm tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ đã đặt ra, chuyển đổi số trong thu hút đầu tư, ban hành giá dịch vụ của trung tâm, tích cực quảng bá lĩnh vực thương mại du lịch, đẩy mạnh công tác tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc tuyên truyền quảng bá thương hiệu, đồng thời tiếp tục thực hiện các giải pháp cụ thể nhằm duy trì nâng cao các chỉ số thành phần được sao, nhất là các chỉ số thành phố thành phần đạt tỷ lệ thấp, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm theo hướng phấn đấu từng bước thực hiện tự chủ về tài chính, biên chế theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, năm 2021, năm đầu triển khai nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, các đề án nghị quyết chuyên đề của cấp ủy tỉnh. Trong bối cảnh thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, tác động của đại dịch COVID-19 tới mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, vận dụng sự chỉ đạo của Trung ương, phát huy truyền thống đoàn kết, Đảng bộ tỉnh đã chủ động sáng tạo, đổi mới tư duy, quyết liệt trong lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Thu ngân sách nhà nước năm 2021 của tỉnh Hòa Bình dự kiến đạt 5.070 tỷ đồng, là một trong tổng số 16 chỉ tiêu ước đạt so với nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh năm 2021. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động đến mọi mặt đời sống kinh tế xã hội, hụt thu từ công ty Thủy điện Hòa Bình khoảng 500 tỷ đồng. Song với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo đôn đốc thu ngân sách cấp tỉnh, sự nỗ lực của ngành thuế trong triển khai đồng bộ giải pháp thu ngân sách nhà nước, đặc biệt là công tác phối hợp với các sở ngành địa phương trong việc triển khai thu tiền sử dụng đất. Cục thuế cũng đã đẩy mạnh cái cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng cái công nghệ thông tin trong cái quản lý thu thuế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và hỗ trợ người nộp thuế nhằm giúp cho người nộp thuế có cái môi trường thuận lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Cụ thể trong năm 2021 thì Cục thuế đã triển khai kịp thời đầy đủ những cái chính sách hỗ trợ của nhà nước cho các doanh nghiệp và các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID. Cục thuế cũng đã đẩy mạnh cái tăng cường khai thác thêm cái nguồn thu mới, thực hiện công tác thanh tra kiểm tra, phối hợp với các đặc biệt là phối hợp với các sở ban ngành trong công tác thu hồi và giảm nợ đọng thuế. Năm 2021, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, trong đó tăng cường chỉ đạo đối với công tác quy hoạch tỉnh nhằm tạo bứt phá cho sự phát triển. Đến nay đã hoàn thành giai đoạn 1 quy hoạch tỉnh, hoàn thành quy hoạch phân khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, đảm bảo chất lượng, có tầm nhìn dài hạn, làm cơ sở để quản lý, phát huy các nguồn lực, thu hút và thực hiện mục tiêu phát triển xanh, xanh hơn nữa theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Cùng với đó, thực hiện 4 khâu đột phá chiến lược về quy hoạch, cải cách hành chính, đầu tư kết cấu hạ tầng và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Kết quả đã có 16 trên 21 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết năm 2021. Chúng tôi tập trung vào cái thực hiện tốt cái công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch theo cái quy định của pháp luật. Mà trong cái quy hoạch chúng tôi quan tâm tới là cái quy hoạch nó phải có chất lượng. Cái đột phá thứ hai mà chúng tôi quan tâm đó là cái cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để thu hút các cái nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư lớn, chiến lược để mà đầu tư vào huyện. Năm 2021 thì sở đã tập trung chỉ đạo các cái công trọng điểm mà sở được giao làm chủ đầu tư đã sớm đưa vào sử dụng. Ví dụ như là cầu Hòa Bình 2, đường 435, đường Chi Lăng quốc lộ 6. Rồi sở cũng đã trực tiếp chỉ đạo với các cái chủ đầu tư khác như Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông tỉnh. Các chủ đầu tư cũng đã đẩy nhanh tiến độ thi công các cái công trình đầu tư công của giai đoạn 2016-2020 như là công trình đường 433, đường 438A, 438B. Để hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh, xanh hơn nữa theo tinh thần của nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, Thường trực Tỉnh ủy đã lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt nhiều giải pháp để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, trong đó trọng tâm là cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy quản lý nhà nước, kêu gọi các nhà đầu tư đến khảo sát, nghiên cứu đầu tư tại tỉnh, đồng thời chủ động làm việc với các bộ, ban ngành trung ương để tranh thủ sự giúp đỡ về cơ chế, chính sách liên quan tới đầu tư. Lãnh đạo công tác giải phóng mặt bằng, thành lập ban chỉ đạo tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhà đầu tư. Vì chúng ta có quy hoạch tốt, chúng ta cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tốt thì chúng ta sẽ thu hút được các nhà đầu tư. Các nhà đầu tư vào thì không chỉ
phát triển doanh nghiệp mà có thể là phát triển cả hạ tầng theo cái hình thức hợp tác giữa công tư, rồi có nhà đầu tư vào thì mới tạo ra công ăn việc làm, thì mới cái cải tạo được nguồn nhân lực. Vì thế là tôi xếp cái cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh là ở cái vị trí số 2 trong 4 cái đột phá chiến lược của chúng ta. Thì trong năm qua chúng ta có những cái bước phát triển rất là tốt trong cái việc mà cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Như là ngay từ đầu năm thì chúng ta cũng đã ban hành một loạt các cái cơ chế, các cái quy chế nhằm cải thiện môi trường đầu tư của chúng ta. Thứ nhất là chúng ta đã ban hành được cái bộ quy chế xét duyệt nhà đầu tư vào Hòa Bình để làm sao lựa chọn được nhà đầu tư thực sự có tiềm năng, thực sự có cái khát vọng và bán lâu dài ở Hòa Bình. Và chúng ta cũng đã ban hành được cái quy chế hỗ trợ nhà đầu tư giải phóng mặt bằng. Và đặc biệt là chúng ta cũng đã thành lập cái tổ chỉ đạo. Chưa có bao giờ mà Ủy ban nhân tỉnh các đồng chí tổ chức giao ban định kỳ hàng tuần, hàng tháng với các nhà đầu tư để kịp thời tháo gỡ những khó khăn cho nhà đầu tư. Với sự đổi mới trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước, nhiều nhà đầu tư đã tin tưởng vào định hướng phát triển của tỉnh, tiếp tục nghiên cứu, triển khai các dự án đầu tư vào tỉnh. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có bước phát triển mới, công tác xây dựng đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế, như có 5 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch, cơ cấu nguồn thu chưa bền vững, tiến độ nhiều dự án chậm và kéo dài, môi trường đầu tư chỉ số năng lực cạnh tranh được cải thiện. Trên cơ sở các chỉ tiêu nghị quyết đề ra năm 2022, Đảng bộ tỉnh quyết tâm chính trị cao trong công tác lãnh đạo chỉ đạo để đạt các kết quả đề ra. Và hiện nay thì chúng ta tiếp tục đẩy mạnh cái quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu để thu hút đầu tư. Thì phải nói công tác quy hoạch thì chúng ta cũng có những cái bước tiến tốt. Cái thứ hai là về đột phá, thứ hai là về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Thì chúng ta cũng có những cái bước tiến rất là tốt, và tôi tin là chúng ta sắp tới đây thôi thì chúng ta sẽ có cái buổi làm việc chính thức với VCCI công bố cái PCI của tỉnh. Thì tôi tin là chúng ta cái mục tiêu chúng ta đạt sẽ đạt trên cái phấn đấu chúng ta tăng 3 bậc là khả thi. Cái đột phá thứ ba đấy là đột phá về hạ tầng. Thì chúng ta cũng đã có những cái chuẩn bị rất tốt. Thì theo đúng phương châm là thông lộ và tích thủy. Thì thứ nhất là thông lộ, thì năm nay chúng ta cả cái vốn đầu tư công giai đoạn 21-25 thì chúng ta cũng đã bố trí tới trên 53% cho giao thông. Thì chúng ta đang triển khai những cái công trình giao thông hết sức là mang tính đột phá, ví dụ như là đường liên vùng Hòa Bình Kim Bôi Đà Bắc, ví dụ như là đường cao tốc Hòa Lạc Hòa Bình, ví dụ như đường cao tốc Hòa Bình Mộc Châu. Rồi chúng ta có cái đường nhánh rất là quan trọng khai thác quỹ đất và tạo điều kiện phát triển kinh tế như là đường kết nối giữa Lương Sơn. Năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng là năm thứ hai triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Dự báo có những cơ hội, thuận lợi và khó khăn thách thức đan xen. Đảng bộ nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi phát triển kinh tế, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh các khâu đột phá, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2021, xây dựng hòa bình ngày càng giàu đẹp, văn minh. Bản tin xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Hiện nay, huyện Yên Thủy đang là một trong những địa phương tích cực thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư nhằm giúp các nhà đầu tư về công tác giải phóng mặt bằng. Trong năm 2021, huyện đã thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng cho 19 dự án, trong đó có 7 dự án chuyển tiếp của năm 2020 và 12 dự án đầu tư mới của năm 2021 với tổng diện tích 45 ha. Đồng thời, huyện cũng đã ban hành 17 quyết định thu hồi đất với tổng diện tích 42 ha đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế, đầu tư hạ tầng. Tất cả các dự án cần thu hồi đất đã được huyện Yên Thủy thực hiện, đảm bảo đúng kế hoạch, công khai, minh bạch nên được người dân đồng tình ủng hộ. Có mặt bằng đã giúp cho các đơn vị thi công, triển khai thi công đảm bảo đúng tiến độ, góp phần sớm đưa các dự án đầu tư đi vào hoạt động, tạo điều kiện thuận lợi cho vùng dự án phát triển kinh tế xã hội.
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hòa Bình, tính đến 16 giờ ngày 31 tháng 12, tỉnh Hòa Bình ghi nhận 105 trường hợp dương tính với COVID-19 tại 9 huyện thành phố, gồm huyện Kim Bôi ghi nhận 35 trường hợp, huyện Lạc Sơn ghi nhận 25 trường hợp, thành phố Hòa Bình ghi nhận 21 trường hợp, huyện Mai Châu, huyện Đà Bắc mỗi đơn vị ghi nhận 6 trường hợp, huyện Lạc Thủy, huyện Lương Sơn mỗi đơn vị ghi nhận 4 trường hợp, huyện Yên Thủy ghi nhận 3 trường hợp, huyện Tân Lạc ghi nhận 1 trường hợp mắc COVID-19. Trong ngày, các địa phương đã truy vết được 661 trường hợp F1. Hiện nay, toàn tỉnh có 405 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế, 174 trường hợp đang cách ly tập trung và 3.884 trường hợp đang cách ly tại nhà. Phần tiếp theo của chương trình thời sự hôm nay, vấn đề quản lý F1 tại nhà. Công tác vận tải hành khách kỳ nghỉ lễ. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Ở tỉnh Hòa Bình, số lượng F0 ngày càng tăng, kéo theo đó là lượng F1 tăng lên mỗi ngày. Hiện nay ở một số địa phương, khu cách ly tập trung đã quá tải, nên thực hiện tổ chức cách ly F1 tại nhà. Tuy nhiên, công tác quản lý giám sát các trường hợp F1 cách ly tại nhà theo đúng quy định phải được quan tâm, bởi số trường hợp F1 lên F0 ngày càng gia tăng. Nếu không quản lý tốt F1 cách ly tại nhà, rất dễ lây lan ra các thành viên khác trong gia đình và cộng đồng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần bình luận của biên tập viên Minh Tùng. Thưa quý vị và các bạn, theo quy định của Bộ Y tế, các trường hợp F1 nếu được cách ly tại nhà phải được Ủy ban Nhân dân cấp phường, xã tiến hành kiểm tra, xác nhận cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo đủ các điều kiện cách ly. Nơi cách ly là nhà ở riêng lẻ hoặc phải có phòng cách ly riêng, khép kín và tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình. Phải có nhà vệ sinh, nhà tắm dùng riêng, có đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân, xà phòng rửa tay, nước sạch, dung dịch sát khuẩn. Có dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân trong phòng, khu vực để rác thải riêng. Khuyến khích lắp camera để giám sát người cách ly. Tuy nhiên, việc quản lý giám sát các trường hợp F1 cách ly tại nhà như thế nào là vấn đề quan trọng. Bởi nếu không quản lý tốt khi F1 chuyển thành F0, rất dễ lây lan ra những người trong gia đình. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đa số người dân đã chấp hành tốt các quy định phòng chống dịch, đặc biệt là các trường hợp thực hiện cách ly F1 tại nhà. Ngoài việc hướng dẫn của cán bộ y tế, tổ COVID cộng đồng về các quy định trong thời gian cách ly, người dân cũng đã chủ động trang bị cho mình các kiến thức phòng chống dịch. Tổ trưởng tổ dân phố cũng đã đến hướng dẫn cách ly và đề phòng các thứ, nói chung là kể cả sinh hoạt ăn uống, bồi dưỡng các thứ. Gia đình cũng theo hướng dẫn và đọc trên mạng là cũng chỉ là theo dõi hàng ngày cháu hàng ngày, chứ là thăm khám sức khỏe và có biểu hiện gì nó khác biệt do bình thường thì báo cáo lên tổ dân phố hoặc là chỗ phường. Theo quy định, để cách ly tại nhà là có phòng riêng, khu vệ sinh riêng. Tuy nhiên trên thực tế không phải địa phương nào, gia đình nào cũng đáp ứng đủ yêu cầu đó, đặc biệt là khu vực nông thôn. Trong khi các khu cách ly tập trung ở một số địa phương đang dần quá tải hoặc một số trường hợp không thực hiện cách ly tập trung. Ở xã Thung Nai là hộ gia đình là toàn hầu như là hộ gia đình là nhà sàn là chủ yếu. Nếu mà để cách ly tại nhà mà với cái lượng mà nó quá tải như thế thì sẽ không đảm bảo. Đối với địa phương ấy mà để cách ly F1 tại nhà ấy mà để đảm bảo theo đúng quy định ấy thì là cũng hơi khó, bởi vì là cả gia đình thì cũng chung có một nhà vệ sinh thôi, chứ không phải là có ít gia đình có 2-3 nhà vệ sinh. Đấy, chính vì thế cũng là một cái khó khăn cho cái ban chỉ đạo của xã về công tác phòng chống dịch COVID-19. Cùng với việc đáp ứng đủ các yêu cầu về điều kiện cơ sở vật chất để được cách ly tại nhà, việc bố trí lực lượng kiểm tra, giám sát các trường hợp F1 cách ly tại nhà cũng đang là vấn đề khó. Bởi nhiều địa phương có số lượng F1 lớn, trong khi lực lượng phòng chống dịch mỏng, không thường xuyên kiểm tra, giám sát, hướng dẫn cũng rất dễ phát sinh lây lan dịch khi người dân không chấp hành nghiêm các quy định trong thời gian cách ly. Hiện nay trên địa bàn tỉnh, hàng ngày số lượng F0 ngày một tăng, trong đó tỷ lệ F1 chuyển thành F0 chiếm đến già nửa. Trong ngày 30 tháng 12, toàn tỉnh có 39 trường hợp F0, thì có đến 24 trường hợp là từ F1 chuyển thành F0.
Cũng trong ngày 30 tháng 12, toàn tỉnh truy vết được 478 trường hợp F1. Hiện tại, số trường hợp cách ly tại nhà lên tới gần 4.000 trường hợp. Và trong số này, nếu không được quản lý, giám sát nghiêm trong thời gian cách ly, nếu chuyển thành F0, nguy cơ lây lan ra các thành viên trong gia đình là rất lớn. Ngày 30 tháng 12, Bộ Y tế đã có hướng dẫn mới nhất về quy định đối với các trường hợp F1. Theo đó, chỉ người tiếp xúc gần trong vòng 2 mét mà không đeo khẩu trang trong không gian hẹp và kín, tối thiểu 15 phút, hoặc có bắt tay chạm vào da, cơ thể, ôm, hôn F0, hoặc chăm sóc, thăm khám F0 trong thời kỳ lây truyền mà không sử dụng phương tiện bảo hộ cá nhân mới được coi là F1. Quy định này đã bó hẹp hơn đối với trường hợp được xác định là F1. Tuy nhiên, nguy cơ các trường hợp này chuyển thành F0 sẽ tăng cao hơn. Mình thông báo cho người ta là mình trước tiên là y tế đã đưa cho mình cái quyết định nhé. Thì mình sẽ mang đến nhà và treo biển và đồng thời yêu cầu người ta là ở trong nhà cách ly tại nhà. Nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà thì là có phòng riêng thì là mình cho cách ly tại nhà, mà nếu không đủ điều kiện như nhà cấp 4 thì ta sẽ cho cách ly tập trung. Nhà mà có điều kiện 1-2 nhà thì sẽ đưa người mà F1 thì đến cách ly một mình một nhà. Đấy, và hiện nay thì ban chỉ đạo chúng tôi là thường xuyên đi kiểm tra. Thế và giao cho tổ COVID cộng đồng và lực lượng công an là kiểm tra thường xuyên. Các địa phương cũng cần tăng cường hướng dẫn người dân, thành viên trong gia đình có F1 cách ly tại nhà về cách chăm sóc trường hợp F1 theo đúng quy định để tránh lây lan. Các trường hợp không đủ điều kiện cho cách ly tập trung theo quy định. Cái việc mà cách ly F1 tại gia đình thì phải phụ thuộc vào ý thức của người được cách ly và cái việc phối hợp, cái việc tuân thủ của những cái người mà trong gia đình đó thì chúng phải tăng cường giám sát, và mỗi chính quyền địa phương ý, thì phải có một cái quy định và cái phân công nhiệm vụ rất là cụ thể và phải có chế tài. Nếu mà ông nào mà cách ly không nghiêm mà để lây lan ra dịch bệnh thì chúng ta xử lý như nào? Trong bối cảnh dịch COVID-19 ngày càng diễn biến phức tạp, các địa phương cần chủ động xây dựng phương án trong điều kiện các trường hợp F1 ngày càng nhiều, phương án điều trị F0 tại nhà để tránh bị động khi tình hình dịch diễn biến xấu. Điều quan trọng hơn cả là mỗi người dân cần nâng cao ý thức phòng chống dịch để không trở thành F1 hay F0. Trên thực tế, việc cho các trường hợp F1 đủ điều kiện cách ly tại nhà không những giảm tải cho các cơ sở cách ly tập trung, mà còn tạo điều kiện cho các trường hợp F1 có điều kiện tâm lý thoải mái trong thời gian cách ly. Việc kiểm tra các điều kiện để cho F1 cách ly tại nhà phải thực hiện nghiêm. Để phòng chống dịch hiệu quả, mỗi người dân cần thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Nếu trở thành F1, F0, cần phải tuân thủ nghiêm các quy trình trong việc cách ly điều trị. Ý thức của người dân là điều kiện quan trọng trong phòng chống dịch. Bởi nếu để xảy ra dịch sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bản thân, gia đình và xã hội. Đến đây thì phần bình luận của tôi cũng xin được kết thúc và chương trình thời sự xin được tiếp tục với phát thanh viên Minh Thủy. Thưa quý vị và các bạn, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân trong đợt cao điểm Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán và lễ hội xuân Nhâm Dần 2022, Sở Giao thông Vận tải tỉnh đã triển khai các phương án kiểm tra, quản lý công tác vận tải hành khách trên cơ sở thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID-19. Phản ánh của phóng viên thời sự. Tại bến xe khách trung tâm thành phố Hòa Bình, một ngày trước thời điểm nghỉ Tết Dương lịch năm 2022, lượng khách trong bến khá vắng vẻ. Theo lãnh đạo bến xe khách trung tâm thành phố Hòa Bình, so với thời điểm này các năm trước, lượng khách chờ xe giảm tới 30-40%. Nguyên nhân là do người dân hạn chế đi lại vì lo ngại tình hình dịch COVID-19. Chúng thấy là người dân ở đây cũng rất ý thức, đeo khẩu trang và là cũng giữ khoảng cách, không có tiếp xúc gần nhiều quá, an toàn, khai báo và sử dụng khẩu trang, sát khuẩn. Dịch COVID-19 ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động vận tải. Đối với các doanh nghiệp vận tải cố định trên địa bàn tỉnh hiện nay chỉ có khoảng 30% phương tiện và 40% lao động được sử dụng. Thực tế, số lượng khách đặt chỗ, đặt vé, đặt xe dịp Tết Dương lịch thấp hơn khoảng 60% so với những năm trước. Tuy vậy, các bến xe trên địa bàn thành phố Hòa Bình đã xây dựng các kịch bản, yêu cầu các doanh nghiệp hợp tác xã có phương án bố trí xe dự phòng để giải tỏa trong trường hợp lượng khách tăng đột biến cục bộ vào ngày nghỉ Tết. Đặc biệt, yêu cầu các nhà xe chủ phương tiện trang bị đầy đủ vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19 trên xe cho hành khách, nhắc nhở hành khách đi xe thực hiện đeo khẩu trang và khai báo y tế. Nhà xe đã chấp hành nghiêm
quy định của ngành vận tải là có đầy đủ giấy tờ và khẩu trang sát khuẩn và chấp hành nghiêm cái quy định của ngành. Thì đi đúng luồng tuyến và khách lên xuống là có khai báo y tế đầy đủ. Thì trước khi lên xe là kiểm tra khai báo y tế nơi đi và nơi đến. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động kinh doanh vận tải trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần và lễ hội xuân 2022, Sở Giao thông Vận tải đã ban hành kế hoạch số 4003 yêu cầu các đơn vị sẽ tăng cường phối hợp thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp, tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 trong hoạt động vận tải hành khách, bảo đảm trật tự an toàn trong quá trình vận chuyển hành khách, không để xảy ra ùn tắc giao thông. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra tăng cường tuần tra kiểm soát và kiên quyết xử lý vi phạm, tức là đối với cả những cái phương tiện mà có thể dừng đỗ đón trả khách sai quy định sẽ bị xử lý vi phạm theo nghị định 100. Thì bên cạnh đó thì cũng yêu cầu các đơn vị vận tải là phải tuyệt đối tuân thủ cái quy định về phòng chống dịch theo cái chỉ thị 128 đấy. Đấy, tức là vừa thích ứng phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế và là tuân thủ lái phụ xe và hành khách trên xe thì tuyệt đối là thực hiện theo 5K. Bên cạnh công tác quản lý điều tiết phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ Tết của các cơ quan chức năng, người dân cũng cần chủ động tìm hiểu thông tin và chuẩn bị tốt điều kiện trước khi sử dụng các dịch vụ vận tải hành khách dịp nghỉ Tết để đảm bảo an toàn cho chính bản thân và xã hội có kỳ nghỉ Tết an toàn và ý nghĩa. Xin được chuyển sang một số thông tin quốc tế. Các nhà nghiên cứu của Nam Phi vừa cho biết tiêm mũi tăng cường vaccine COVID-19 do hãng Johnson & Johnson sản xuất có hiệu quả tới 84% trong việc ngăn ngừa nguy cơ nhập viện cho các nhân viên y tế Nam Phi nhiễm bệnh. Nghiên cứu mới ở Nam Phi về tiêm mũi tăng cường vaccine của Johnson & Johnson cho thấy hiệu quả phòng ngừa nguy cơ nhập viện đã tăng từ mức 63% ngay sau khi tiêm mũi tăng cường lên 84% khoảng 14 ngày sau tiêm. Hiệu quả sẽ tăng lên tới 85% khoảng 1 đến 2 tháng sau mũi tiêm tăng cường. Nghiên cứu này dựa trên dữ liệu tiêm phòng mũi thứ 2 loại vaccine COVID-19 của Johnson & Johnson cho hơn 69.000 nhân viên y tế trong giai đoạn từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 20 tháng 12, thời điểm mà biến thể Omicron đang lan nhanh tại Nam Phi. Số ca tử vong do COVID-19 ở Đông Âu đã vượt mốc 1 triệu người. Con số này được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia ở Tây Âu đang ghi nhận số ca nhiễm biến thể Omicron gia tăng đột biến. Theo hãng tin Reuters, 3 trong số 5 quốc gia ghi nhận số ca tử vong cao nhất ở châu Âu là các nước Đông Âu, trong đó có Nga, Ba Lan và Ukraine. Khu vực Đông Âu chiếm gần 40% dân số châu Âu là nơi ghi nhận hơn một nửa tổng số ca tử vong do COVID-19 ở lục địa này. Tuy nhiên, số ca nhiễm biến thể Omicron được phát hiện ở Đông Âu lại ít so với khu vực Tây Âu. Pháp, Italy và Anh là những nước liên tiếp ghi nhận số ca mắc mới cao kỷ lục. Pháp đã ghi nhận hơn 208.000 trường hợp mắc mới trong ngày 30 tháng 12. Cùng ngày, Italy cũng ghi nhận số ca nhiễm mới ở mức cao chưa từng thấy với hơn 126.000 ca, đồng thời số ca phải nhập viện cũng đang gia tăng. Giới chức y tế Italy cho rằng tình trạng này là do sự lây lan của biến thể Omicron cũng như do người dân còn chần chừ chưa đi tiêm phòng. Theo đó, phần lớn số bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện ở Italy chưa được tiêm phòng. Ngày 30 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden đã có cuộc điện đàm lần thứ hai trong tháng này. Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có Ukraine. Nhà Trắng cho biết cuộc điện đàm đã kéo dài 50 phút. Hai nhà lãnh đạo được cho là thảo luận về các cuộc đàm phán an ninh song phương sắp tới và cuộc gặp của Nga với các thành viên trong NATO vào tháng 1 tới. Chính quyền Tổng thống Joe Biden cho biết cuộc điện đàm nhằm mục đích định hướng cho những cuộc đàm phán trực tiếp giữa quan chức ngoại giao hai bên trong tháng 1 tới. Trước cuộc điện đàm này, Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh về khả năng giải quyết vấn đề thông qua ngoại giao. Trong lời chúc mừng năm mới tới người đồng cấp Biden, Tổng thống Putin bày tỏ tin tưởng rằng hai nước có thể tiến tới một cuộc đối thoại hiệu quả dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và xem xét lợi ích quốc gia của nhau. Trước đó, Nga đã đưa ra một loạt yêu cầu trong đó có đề nghị về sự bảo đảm bằng văn bản rằng NATO không tiếp tục mở rộng sang phía đông.
Hãng sản xuất ô tô điện Tesla của Mỹ vừa quyết định thu hồi hơn 470.000 xe sau khi phát hiện một số vấn đề có thể ảnh hưởng đến độ an toàn. Đây là đợt thu hồi lớn nhất từ trước đến nay của Tesla và số lượng thu hồi xe tương đương với doanh số bán hàng của Tesla trên toàn thế giới trong năm 2020. Tesla đã đệ đơn thu hồi xe lên Cục Quản lý Đường Cao Tốc và An toàn Giao thông Mỹ, hơn 350.000 mẫu xe ô tô nhỏ gọn Model 3 sản xuất ở giai đoạn từ năm 2017-2020 và 120.000 xe sedan Model S sản xuất ở giai đoạn từ 2014 đến năm 2020 đã được yêu cầu thu hồi. Theo Tesla, xe Model S gặp vấn đề ở chốt có thể khiến cốp trước mở mà không có cảnh báo và cản trở tầm nhìn của người lái. Đồng thời, hãng này cũng cho biết việc sử dụng nhiều lần cốp xe có thể làm hỏng dây cáp của camera hành trình. Hiện chưa có báo cáo về các sự cố xuất phát từ những vấn đề này. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể xem trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và kênh YouTube HBTV. Kính chào tạm biệt.